Kính thưa các bạn, hôm nay Tiết Già xin chia sẻ chủ đề nói về năm 2024 là năm rung chuyển quả địa cầu. Nói chung là năm thìn thì ai cũng nghĩ rằng chắc có lẽ là mưa dữ lắm rồi nước ngập đúng không các bạn? Cái này cũng đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà cái sự rung chuyển của quả địa cầu này mà vừa coi như là hả bão bùng mà nước ngập mà à, thêm là động đất luôn nha nói chung là thiên tai cái sự rung chuyển của quả địa cầu này là như thế nào là cũng như là để nâng cấp cái đời sống của nhân loại đó các bạn đó tại sao mà nâng cấp cái đời sống của nhân loại mà bằng cái sự rung chuyển của quả địa cầu bây giờ á nói chung là như thế này nè còn một số người nha các bạn nói không có chịu giống như là hả nghe rồi à, tu tập nè à thiền định ăn chay niệm Phật gì đó. Đó còn một số người chưa nghe thì bây giờ có cái sự rung chuyển này để cho các bạn nào chưa có nghe thì các bạn đó nghe thấy rung chuyển trước mặt mình cái các bạn sợ quá, cái các bạn nghĩ rằng ồ sợ quá à, à niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật nhưng mà cũng muộn rồi nha các bạn. Nhưng mà hả muộn nhưng mà cũng hả À, còn hả cái con đường mà gọi là cứu vớt đó các bạn cho nên tiết già mới chia sẻ chứ bây giờ trần gian đã coi như là chuyển qua một cái chu kỳ mà gọi là chu kỳ mới rồi thì không nâng cấp cái đời sống nhân loại cho phù hợp với cái đời mới thì làm sao mà coi như là tất cả chúng ta đều gì coi như là hạ qua đồng coi như là hạ đạo đức mà đại đồng đạo đức chứ không phải một người có đạo một người không Tại vì cái chu kỳ mới này là bắt buộc phải như vậy đó các bạn. Rồi đã là Bồ Tát coi như là hả tái thế xuống thế gian khuyên mình ăn chay niệm Phật tụng kinh. Các bạn thấy không? Mà tại sao mà mình còn chưa chịu còn trần chờ? Ở đây á là mình nói những bạn nào chưa chịu nha. Còn những bạn nào mà đã tu rồi thì cùng với tiết già mà tinh tấn tu hành đó các bạn. Rồi năm 2024 này, các bạn hỏi rung chuyển ở đâu vậy? Đúng không? Thế nào cũng có coi như là người hỏi. Rung chuyển coi như là mỗi lúc mỗi nơi. Nó tức là không còn một nơi nào hết. Nơi nào mà còn giết mổ ăn thịt chúng sinh nữa thì cái khả năng nơi đó là nó cao hơn. Còn nếu như cái nơi nào mà giống như là có chùa chiền nè, có cái sự mà gọi là hả tu tập nè, rồi cái nơi đó bình yên hơn. Đó chứ nói chung là không có còn một cái nơi nào hết đó các bạn. Bây giờ mình nếu mình biết như vậy á thì mình uh, chuyển đổi nghề nghiệp của mình nè, nếu mình lỡ làm những cái nghề giết mổ nè, chuyển cho nhanh nè. Cái này là tiết già nói nhanh luôn chứ không có còn mà hả chần chờ nữa nè. Không ăn thịt chúng sinh nữa phải ăn chay niệm phật thì cái nơi đó đó coi như là hả sẽ gì sẽ coi như là sẽ bình yên còn nếu như á mà mình còn rượu thịt mình còn ăn thịt chúng sinh nữa rồi thêm cộng thêm gì nè à tham lam nè gian xảo nè hỗn láo nè nói chung là kỳ này là việc ha, rất là kỹ đó các bạn tại vì qua một cái chu kỳ mới này việc rất là kỹ để cho tất cả chúng ta coi như là phù hợp đó các bạn. Rồi những cái nơi nào mà không có chịu mà tu tập thì kinh thiên động địa, tàn khốc hải hùng. Các bạn thấy dịch vừa qua nè. Các bạn thấy không? Có một cái vùng mà gọi là không có một người nào mà bị ép không hết. Đó có những cái chỗ như vậy đó hoặc là có những chỗ mà người ta cũng ép không nhưng mà người ta chỉ có giống như là cảm cảm sơ sơ rồi người ta không có cách ly người ta không có gì hết ở nhà uống thuốc cảm cũng hết đó các bạn thấy không còn có những chỗ mà tại sao mà coi như khiên đi rầm rầm thì coi như cái năm 2024 này nó cũng giống như vậy đó nơi nào mà coi như khuyên ăn chay niệm phật mà không chịu thì nơi đó hả rất là hải hùng luôn rồi bình thường á thì kêu ăn chay niệm Phật á không có chịu, cho nên lần này á coi như là năm 2024 này là cái sự rung chuyển của quả địa cầu. Nó nhiều khi ha rung chuyển như vậy để các bạn nhìn thấy, các bạn thấy không là các bạn bảo đảm liền ăn chay niệm Phật liền luôn, đến lúc mà gặp cơn rung chuyển là các bạn phải hành thôi. Đó, nhiều người á các bạn thấy không, bình thường thì à không có chịu nhưng mà tới hồi mà động đất hay là có bảo hay là sợ một cái gì quá. Nam mô Di Đà Phật, à, nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. À, đó bắt đầu cái miệng lia lịa lia lịa luôn các bạn thấy không? đó còn nếu như mình đã tu tập rồi thì á dù cho mà à, có hả rung chuyển cái quả địa cầu dùng cho dù cho động đất thiên tai gì đó hen thì mình vẫn niệm bình thường trong tâm của mình. nó để mình cũng như là À, tiếp được cái điện linh quan của vũ trụ để ánh sáng hào quang soi sáng cũng như là hả cái tâm của mình nó cái tâm mình sáng thì mình mới tiếp được cái điện linh quan mà hào quang sáng còn nếu như cái tâm mình đen tối hơn thua thì làm sao mà tiếp được điện của quý ngài đúng không các bạn các bạn thấy bây giờ nè rất là lạ không có rất nhiều người á là buông bỏ hết nè rồi chỉ cầu sao nè được chén cơm thôi không có cần mà vật chất không cần gì hết rồi bên cạnh đó thì nhiều người là gì nè ngồi nhẩm tính coi như là cái này 7 triệu cái kia 3 triệu cái kia 1 tỷ cái nọ 2 tỷ đó các bạn thấy không thời buổi này mà còn ngồi tính gì nữa nó tới nơi rồi đó các bạn Bồ Tát đã xuống thế gian cứu nhân loại rồi còn chờ đợi gì nữa đúng không đời tân là đời như thế nào là đời thượng nguyên thánh đức tân tức là mới tất cả điều mới dạng vật cỏ cây và cũng như là con người phải thay đổi theo cái chiều hướng đạo đức đó nếu như mà mình á muốn qua được cái đời tân thì mình phải sao nè mình chỉ cần gì tu tập và hướng theo cái chiều hướng đạo đức thôi rồi các bạn nói nếu như mình già rồi làm sao mình già rồi thì mình bỏ cái xác này mình ra đi coi như là một là mình lên trên cái cõi an lành hai là coi như mình muốn tái sanh lưng hồi trở lại trần gian thì mình cũng được cái thân sau nó đẹp hơn, coi như là hả nó đầy đủ hơn, nó thông minh hơn gì đó dĩ nhiên là bây giờ mình tu là cái thân sau nó phải hơn cái thân này rồi đúng không các bạn? rồi không còn người hung ác nữa nè cái đời tân này không còn những đứa con mà gọi là ngộ nghịch ngang tàn, thiếu đạo đức nữa. Đó trẻ con bây giờ mà nói động một cái là các bạn biết không Giận hờn bỏ nhà ra đi Nó ra đi đi rồi thiên ma nó bắt Nó, nó bắt làm vợ Nó bắt coi như là hả làm chồng Rồi nó bắt hả coi như là hả làm hả dứt giả Cái cuộc đời coi như thân tàn ma dại đó các bạn thấy chưa Đó và bây giờ coi như ngủ nghịch nó rất là nhiều Thì cũng mong cho qua được cái đời tân để cho các em giống như là hả hiểu rằng là đây không còn là giống như một cái trần gian mà giống như là nó ngổn ngang nữa, nhưng mà bắt đầu 2024 này thì cái sự mà gọi là đời tân nó hiện rõ hơn, tất cả những gì nó mới mẻ hơn. Các bạn thấy không? Càng ngày là bắt đầu nó càng mới mẻ rồi đó. Nó càng ngày cũng như là những người nào mà à, giống như là không có được tốt lành thì ra đi một cách rất là đột ngột đó các bạn. Các bạn có thấy trần gian bây giờ không? À, theo trai theo gái ăn chơi lố bịch đó, ngày xưa thì coi như là ha, cha mẹ mà đặt con thì uh, ngồi đâu thì ngồi đó còn bây giờ là coi như là con nó đặt ngược lại cha mẹ không hà trần gian nó quá hỗn loạn mất hết đạo lý lương thường vì thế nó xảy ra những cái trận mà gọi là rung chuyển hải hùng để cho chúng ta nhìn thấy để chúng ta quay đầu về kịp đó các bạn vì thế nên ơn trên phải ra tay cứu độ quá hỗn loạn rồi nếu như á, người già nói rằng con ăn chay niệm phật thì ít người làm theo đúng không các bạn rồi một sự mà gọi là à, giống như kỳ diệu bây giờ nè nhiều em bé khuyên người đời ăn chay niệm phật đó các bạn thấy không trẻ tuổi hơn mình mà khuyên mình ăn chay niệm phật các bạn thấy lạ kỳ chưa nó nhìn cái sự quyền di kỳ diệu cũng đủ biết rằng trần gian sắp có cái chuyện gì xảy ra rồi cho nên bồ tát mới xuống thế gian để cũng như là cứu độ chúng sanh đó các bạn biết bao nhiêu kinh điển mà kinh thánh để lại cho người đời tu niệm còn chờ gì nữa làm người rõ thấu lý sâu sửa lòng trong sạch nguyện cầu thánh kinh không có cái kinh sách kinh điển nào mà dạy mình làm người á là đừng có thèm nghe lời cha mẹ đi theo trai gái đi làm người là phải ăn nhậu nè làm người là phải chửi thề nè làm người là phải hỗn láo có ai dạy mình vậy không các bạn không có mà tại vì quỷ ma bây giờ nó len lỏi trong thân mình nó làm cho mình nóng nảy coi như hả mình làm những cái chuyện sai trái thì cái thân phàm xác thịt này không có ai mà gọi là hả à, giống như được mà trọn vẹn hết tức là nhân vô thập toàn nếu như mình lỡ mà mình sai một cái gì đó thì mình sửa nó kịp nha các bạn tức là nói về con người á là phải trở về thánh thiện nó để hòa cùng với thiên nhiên mà kỳ ba kết thúc rồi ý nói rằng là tu á, là gắn vượt đời giác ngộ mới thấu lời phật ngôn còn nếu như mình không có giác ngộ là mình nghe theo những cái lời mà người ta bàn tán xôn xao Ở chỗ này đẹp lắm chỗ kia sang lắm chỗ kia thành thị chỗ nọ cao sang đó các bạn thấy không đó là những lời gì ma mị quỷ mị nó dắt mình đi gọi là gì ma quỷ cám dỗ người trần đó các bạn các bạn có biết là lần này á là chuyển say á mai mới kịp kỳ thượng quân nếu như mà không có chuyển xây á mà để bình thường gì là không có kịp đó đúng không các bạn ai cũng nghĩ rằng là bây giờ mình làm có tiền thật là nhiều đi để hơn cái anh hàng xóm để đẹp hơn cái chị hàng xóm đúng không ai cũng tranh đua hết á rồi đây là cảnh mà gọi là gì hòa đồng hợp thiên tại vì cái cảnh thượng quân là giống như là À, nó tươi đẹp mà coi như là nó rất là thánh thiện khắp thế giới người hiền đẹp sáng có hào quang tròn láng bao quanh nó không có còn mà à, những cái người hung dữ nữa sắp tới đây các bạn biết không rất nhiều Bồ Tát tái xanh trên mặt trần gian nhân thiên ngũ sắc trường miền do trời sai xuống dạy thiền thượng quân nó dạy thiền là dạy gì định tâm tu tập thiền định ăn chay nó cho kịp với gì thời thượng quân bồ tát tái thế khắp thế gian rồi ngoài cái sự rung chuyển của cái quả địa cầu thì nước tràn khắp cõi mà lửa rần nha các bạn nó nó có những cái mà cháy nữa đó rồi quỷ ma khiếp vía khóc rân rền trời tại vì cái lúc này á là coi như là quỷ ma nó phải chạy thôi đó nó chạy nó sợ quá mà đang coi như là việc trần gian mà quỷ ma là mà làm sao mà sống nổi là các bạn sẽ đi đường gặp rất nhiều quỷ ma nha nhất là đi đêm nha các bạn nó sẽ coi như là hả À, quỷ ma mà giống như là ha, nhìn nó hiện hồn à, hoặc là giống như nó rất là linh thiêng các bạn nói sao linh dữ vậy nó quỷ ma nó đi rần rần ở ngoài cũng như những cái chỗ mà giống như đồng vắng nha các bạn chứ không phải là những cái nơi mà giống như là à, có đèn phố thì cái đó nó ít hơn nhất là những ngã ba ngã tư đó các bạn Thời bây giờ coi như là bắt đầu quỷ ma nó đã đi đứng nửa lần rồi đó các bạn Những cái vùng quê hẻo lắm Nhất là những chỗ mà giống như nhà vắng, nhà quan bụi cây rậm rạp Mồ mả lâu đời đó các bạn 2024 này là năm gọi là hỗn loạn nha các bạn Hỗn loạn nơi trần thế Nên Bồ Tát tái sanh mới cũng như là hạ vài tuổi để cũng như là biết trước mà không lộ thiên cơ. Đó các bạn thấy không? Chỉ khuyên mình ăn chay niệm Phật thôi, không dám lộ thiên cơ. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau như thế này, ăn chay niệm Phật, không ăn thịt động vật nữa. Rồi nếu ai mà học thuộc được chú Đại Bi nó ai mà đọc thuộc được kinh nào thì coi như là mình đọc kinh đấy đúng không các bạn thời này tu rất là dễ biết sao hôn không có còn kịp nữa nếu như mình không có thời gian thì coi như lục tự di đà cũng được đó các bạn tiết già xin kính chúc tất cả các bạn ai cũng kịp coi như là để bước qua cái năm 2024 dữ dội này video tiết già chia sẻ đến đây kết thúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo